tin sẽ tin luôn. Quá đẹp luôn. Là tê luôn. Máy này là còn nguyên bản nha anh em, chưa có nổ, chưa có rửa gái, chưa có gì hết, mà mọi chữ chưa luôn. Đây em lên xe, lên xe đã không em coi đi mày. Đây còn đây một anh lão đại à, con xe chạy á, xe chạy á, nó dựa nó xe chạy con chim lên lão đại nè. Anh em là mua mà về làm vườn làm rẫy ra, mua mấy con này về là bà quăng chạy xong rồi quăng vào ngoài đồng luôn, không sợ mắc. Này là gan chăm, gan chăm giờ 30-40 giờ 50. Đẹp, quá đẹp. Tai bọng xi si, nó sơn zin toàn bộ. Mấy con này là về mà ở dùng 80 của em á, là mấy anh em mới mua về để chặt đất á. Nhiều lắm. Ở trên xe xuống cho em coi, đây em có bán mấy cái máy mà ủi phà, phà xà lan luôn nè, nguyên bộ có chất xi luôn, sẵn luôn. Anh đó là anh cảm ơn, còn quá đẹp mới tin luôn. Còn anh này đó là xe chở đất hai cầu có ben luôn, đặt đầu máy dầu anh đến 90. Này là SS 10, IS 10 mặt bàn. IS nhóc IC5 còn mới tinh luôn. A700 xe gùa, xe cải tiến rồi nè, xe đất luôn. Điểm của em là mấy anh em mà có đến tham khảo máy á, thì mấy anh em đi quốc lộ 62, cặp lộ N2 nằm ngay, điểm của em là nằm ngay ngã ba cua cầu Dược luôn, đường lên dốc cầu Dược. Tìm máy nổ Hoàng Dân của chúng em, thương hiệu đây. Em là muốn mua máy xe thì có máy xe đây, máy xe đây. Này,
U93 Trung Quốc. Con này là Kia 30 luôn, dạng si hộp số luôn, là một cái có ghe nào khoảng 50-60 tấn gì đó, chạy ngủ luôn, có sẵn luôn. Cái này là Kia 6 máy. Máy này là nãy em cứ quay cho anh em xem rồi, máy này làm hàng của em mới về. Em xin phép nha. Thôi video này đến đây là em kết thúc. Chào các mấy anh em. Tại máy nổ Hoàng Dân chúng em xin giới thiệu với anh em một số máy. Máy dầu dây điện mấy anh em. Đó. Anh em muốn mua gì thì liên hệ chúng em. Đây làm đủ loại máy luôn. Đó. Máy khuôn phân, khuôn giống, máy xe đầy đủ. Đó, ở đây là một khung cảnh ở ngoài sân của chúng em. Đây là dàn sới máy móc của tiệm máy Hoàng Dân.